Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn nhìn con rắn chưa? Đây là con rắn nước nhá. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đó. Rất là to luôn, to ngón tay tôi này. Rắn này rắn nước nhưng mà nó đã chết rồi. Hôm nay tôi sẽ cho thằng Vinh bằng con rắn nước này. Nó đang ngồi chơi trên kia và bây giờ tôi sẽ cầm con rắn này và vứt vào người nó, để xem phản ứng của nó sẽ như thế nào nhá. Nhìn nhìn nó như kiểu như rắn sống các bạn ạ. Đó. Nhưng mà thực ra nó đã chết rồi. Đây, không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ cầm con rắn này lên và chôn đường Vinh. Em anh lại ném rắn người em. Rắn trôn mày chứ còn thế nào nữa. Rắn này. Không sợ rắn hả? Rắn nước à? Ừ, rắn nước, không sợ. Em tưởng rắn cầm đau, rắn nước bình thường, nhìn thấy mặt này. Mày ăn được không? Mày cho phép. Nguy hiểm. Mày ném người ta à? Đùa chứ. Trôn phải thanh niên không sợ rắn. Rắn chơi. Rắn không sợ. Run không sợ, đỉa không sợ, thế mày sợ cái gì ở giời? Vinh Vinh mày sợ cái gì? Em sợ giời. Giời, ông giời thì mày tìm ai bây giờ cho nó sợ bây giờ? Giời, em chỉ sợ ông giời thôi ạ. Rắn không sợ, run không sợ, đỉa không sợ. Không biết chôn thằng này kiểu gì nữa các bạn ạ. Lém thẳng con rắn vào mặt rồi mà nó không sợ. Thế thì không biết chôn nó kiểu gì bây giờ. Cặp long nhưng nó sợ. Cặp long bây giờ còn cặp long mới sợ. Cặp long á, cặp long mà cái con cặp long mà nó con phè phè này này. Phè phè này. Phè phè đây là gọi là cặp lia. Cặp long mà cặp lia nhá. Phè phè thế này này, con rắn phè phè này gọi là cặp lia. Ở đâu? Hổ mang. Con gắn rắn thế này gọi là hổ mang, phè phè này gọi là hổ mang này. Cặp long là khúc rồi. Thế mày thích đi chôn mày rắn độc đi, để hôm nào tao mua rắn độc về tao vút vào người mày. Thôi. Sao mày cho con đấy? Chết tụi anh ạ. Em sợ chết. Tưởng khổ báo lắm mà, tưởng là thích cho rắn độc. Thôi, em sợ thôi anh. Thanh niên hổ. Thanh niên hổ báo mồm, to mồm ấy. Ok, vậy là tôi đã cho thành công được cú Vinh. Lém con rắn nước vào mặt nó nhưng mà nó hoàn toàn không sợ chỉ nào luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo. Nếu các bạn nào còn ý tưởng hay hơn để chôn thằng cu Vinh cho nó té ra quần luôn thì các bạn comment bên dưới video của tôi nhé. Còn bây giờ tôi sẽ dừng clip đây. Xin chào tất cả các bạn. Mày thì vẫy tay để vẫy tay. Chẳng mất dạy.